Chào mừng mọi người đã quay lại với video livestream hôm nay của mình nhé. Tiếp tục mình sẽ bắt đầu công việc hồi sáng mình còn dang dở đấy mọi người. Đó là làm tích kịt con game Farmme này mọi người ơi. Ok nào. Ok này. Nó dang dở như cái cuộc tình thằng em mình vậy mọi người. Ok. Trước khi mình đi vào công việc thì mọi người đợi một chút nha mọi người. Ok mọi người, để một chút nha các bạn ơi. Rồi, tốt phá khang tốt. Phá khang vậy. Rồi, chào mừng mọi người đã quay lại. Ok các bạn, khá là ổn rồi đấy. Khá là ổn rồi mọi người. Bài nằm lên mình. Bay 5 lúa mọi người. Ok mọi người. Ok mọi người. Qua rừng nha mọi người. Ok mọi người. Ok mọi người. Mình ok mọi người. Nhanh lắm. Nước này không có một tí glucose nào một ông này luôn, không có một tí C6H12 nào luôn, không có một chút C6H12O6 nào trong này luôn. Không có tiền bạn, tầm sống đến mùng năm này quốc à, còn 200 nữa thì ngược thường bạn. Điều mày có đợt tay hết tiền, mày ta mượn cu tốt bảo tối qua phòng anh xí được. Ra đi cầm về ba xị, nói về nước mắt lưng tròng, cảm giác đầu hùng mà. Đấy hỏi tốt mà, anh đưa tiền cho tốt luôn, để tốt giữ tiền cho anh mà. Đợt này kiểu như anh tốt là gì ta, tốt kiểu anh đạo như kiểu là thôi cuồng.
không nhỉ cân. Nửa đêm được cái có đêm đêm qua ông về sớm đang ông hứng tình đang mà ông ở lại đợi mình cứ nháy mắt mình khan mà được được đuổi về. Rồi cái đá bên kia nháy mắt là đồ. Ông giả vờ không biết cho ông biết cây kia cái ni cây kia đang gọi lộc sang dụ chỉ mình cái. Vuốt lên vuốt xuống. Nha các bạn. Rồi mời hành nào mọi người ơi, tiếng hát em vang cả dòng. Người ấy cũng như duyên rất tuyệt vời. Ở bên người ta cũng rất vui. Người ấy cho anh biết thế nào là yêu. Thời gian chia tay cũng lâu rồi. Anh nghĩ anh sẽ quên. Thật ra anh đang dối mình. Anh yêu để chôn một tình yêu. Đẹp. Yêu thương thả vào lòng sông, trong lòng thế giới. Mọi người
Rơi đến nó sẽ bùng cháy. Đôi khi giận mình được lòng ta mong mu, nhưng nhanh hoa giận nhồi khi vô cớ. Ok mọi người, mình coi rừng mình gieo 8 cà rốt này. Ok mọi người. Ok mọi người. Ok mọi người. Mình gieo 8 cà rốt trước nha mọi người. Mặt hơn, bạn mặt hơn đã làm được 2 tháng chưa làm được thì làm sao được nhân viên mới được. Hoàng hoàng kia phải hoàng này đâu cô. Như nhân viên mới là chỉ được chúc mừng thôi chứ không có tiền. Bắt đầu tháng 11 mới nghỉ 7 đời rồi. Nghe đồn đi sang Lào. Thằng khờ. Tội kinh. À. Đang nghỉ luôn chứ đang nữa. Đang nghỉ luôn qua làm anh đạo.
Ok mọi người. Ok mọi người. Ok mọi người. Ok mọi người. Mình sau ok mọi người. Mình tưới vườn 15 lần đấy mọi người. Cái gì không thà cam nó không biết, cam nó thấy cả xã hội nó biết rồi thì là kêu dư luận mà lên rồi là chịu thôi chứ. Khờ khờ. Ok mọi người, con rừng nào. Ok. Ok mọi người. Ok mọi người, mình hai về mọi người. Và tiếp theo mọi người.
Ok mọi người, mình thu hoạch 5 4 hành cho mọi người, 2 kháng mọi người ơi. Tới 12 lần gừng nha mọi người. Con rừng mình chặt 20 gỗ nha mọi người. Mà hai vé mà làm thì cực kinh vậy. Đi lên ta làm auto 2 vé từ. Quốc được bao nhiêu hạc 3 được quốc? Bạn mới được 13. 28 hạc mà 13 hạc 2 mẹ 13 hạc 3. Vậy lộn. Ok mọi người, tôi ơi thương em. Ok mọi người, cây chẳng qua là không được xanh cho lắm thôi. Tao đang định nói con demo rất thương 52k. Con ấy khỏe chứ, nhưng mà nó lên toàn đam rất lớn. Nó dày quá. Ok mọi người.
Ok mọi người. Số lúa này 38 oneon mọi người. Con mẹ nó. Ok mọi người. Vừa sau lúa mọi người. Ok mọi người, mua 10 con trổ. Mày cáu. Ok mọi người. Mình mọi người mình thu hoạch 10 hành trước nha mọi người. Ai thu hoạch 15 mọi người. Rằng đổ ma ăn rừng nó to nhiều lợi thế như vậy rồi sao chơi. Trật phan nào, có phan nào trật chưa, nói cho đúng. Đổ chưa, coi coi lại chưa hụt một phan nào luôn. Rồi chưa đốp, chưa đốp để có con này là con nào. Đợt đây đánh gì vần à, là con gì ta? Rồi rồi cái con gì đó còn tốt rồi cũng xanh vãi cả đại. Đợt đây tôi đánh con gì ta? À.
Ồ mà cũng đừng Akali của tốt ngon con Akali bố vừa chơi chưa. Phạm Thị Phạm cho chơi con Akali một lần thôi đó. Chủ chơi Akali gì 1819 sát thủ chi bây. Củ mô củ đang bằng mới được. Bạn mà bạn mới sửa lại skill mà bạn mới sửa lại lần đầu tiên á. Rờ không cần mục tiêu á. Chứ mà bà mà bạn củ mà rờ được 3 lần nữa thì bình thường. À, nói chung nó làm lại bộ skin như kiểu Irelia mấy con kiểu làm lại tất tần tật giữa kiểu lỗi lắm. Ok mọi người. Mình căn trứng mình à quốc đất nha mọi người. Đi bảo là ngày có lại trong content á. Ok mọi người. Ok mọi người. Ok mọi người. Mình qua tiếp theo nè mọi người. Thu hoạch 10 cà rốt cho mọi người để bán này. We'll be right back.
bỏ lên được mà. Anh nhưng mà video vẫn nằm ở trên đấy mà. Một anh like mà. Nhưng mà mới nói hôm qua được rất lật bữa trước mà. Từ tháng sau rồi đi ông làm việc thì ông một ngày phải like ít nhất 3 cái đó ông nội nghe. Thì tháng sau. Nhưng mà tháng sau. Nhưng mà tháng sau. Mà cạc tháng sau. Lấy chưa là tốt. Là tốt. Đúng là tốt. Ok mọi người, mình còn được. Xin lỗi đây. Nhưng mà tao thích. Nhưng mà tụi mày trên đần quá. Tùng yêu nổ mà cô. Tùng yêu nổ rồi. Ủa alo. À rồi. Có rừng mình cuốc 15 đá mọi người. Ba vé mọi người. Bye.
mọi người. Ok mọi người. Thu hoạch 58 nha mọi người. Có 20 cà rốt nha mọi người. Mọi người 20 đá này. Ok, qua rừng rồi các bạn ơi. Có rừng mọi người. Ok mọi người. Chạy qua rừng nào mọi người ơi. Học gan mà. Ok mọi người. Ok mọi người, 20 đá mọi người. 20 đá được 10 gỗ các bạn. Okay, mọi người.
À, mình nhặt nấm làm gì ta? Cái gỗ mọi người ơi. Đó mọi người. Ok mọi người. Ok mọi người. Và tiếp theo các bạn. Bài tập cửa rút. Ok mọi người. Ok mọi người. Ok mọi người. Mình ok mọi người. Với mọi người thu hoạch 5 lúa các bạn. Với mọi người thu hoạch 3 rừng nè mọi người ơi. Ok mọi người. Mình thu hoạch 5 khoai tây nha mọi người. Xong rồi mình qua rừng mình Ok mọi người.
ok mọi người. Tưới 10 cạt tốt nha mọi người. Tưới 10 lưỡi mọi người. Quốc ơi, Quốc giao tiếp đi, Quốc giao tiếp đi. Qua rừng nào mọi người. À, bị bệnh rồi. Cái tôn nó bị lỗi mọi người. Qua rừng. Ok mọi người. Ok mọi người. Thank you.
quê mọi người. Đúng không cái gì? Ok mọi người, ạc này ba vé luôn các bạn. Kính vay ạc lâu kinh. Ok mọi người, ba vé. Con đã ok mọi người. Bay 16 khoai tây mọi người. À 16 cà rốt mọi người. Mua 20 khoai tây nha mọi người. Okay, mọi người. Okay, mọi người. Uầy. Mình gieo 8 lúa nhá mọi người, 8 gạo nhá mọi người. Thật không đó. Ok các bạn ơi. Mười lăm đá với sâu 4 hành cho mọi người. Đây, mình qua rừng nhá. Okay.
Ok, mọi người đợi mình chút nha mọi người. Mình chạy qua rừng thì mọi người đợi mình xí nhá. Mình đi làm bi mọi người. Đang nghỉ
tôi đang nghi là ông Đạo đi ăn vụng lung ta lung tung rồi. Ăn vớ va vớ vẩn. Ok mọi người, ba vé mọi người ơi, mình đẩy nhanh mọi người. Hai vừa ba cường, anh làm ngơ rồi, làm lơ rồi. Đeo 5 vô tụt 38 carat mọi người. Đợt này kiểu tốt bị chia, bị bỏ rơi tốt kiểu mà chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau mà hiểu không? Ông mà khủng mà. Ô mà sắc mùi rượu ăn mẹ. Đúng rồi, tốt. Tôi phải qua bên này rồi, tôi ơi, tôi phải em phải qua bên này rồi, tôi ơi. Ok mọi người, mình thu hoạch 5 gừng này, rồi mình gieo lại 4 gừng nhá mọi người. Một liều thuốc cho trái tim miêu, duy nhất chỉ một liều. Ok mọi người. Tôi là SOS lộc đi cho coi. Ôi nhờ mà nhờ Hoàng thôi quên mẹ. Ok mọi người. Mình qua trồng 15 khoai tây nữa nha mọi người. Ok mọi người, qua rừng gieo nào. Anh thương em con nón dài. Ok
Em biết đâu được ngày mai người ta đã bỏ em lại. Anh thương em còn non dài, em biết đâu được ngày mai. Vũ vũ vũ. Xuống nhà rửa cái da đi về bật vòi lên xịt kìa. Rồi mà cái vòi ấy xịt hơi bị chắc luôn á cha. Bữa tao dọn ấy xịt đó cái gì xịt phê lắm đó cô. 7-6-7 chế độ luôn mà. Anh thương em còn non dài, qua tiếp theo nha mọi người. Anh thương em còn non dại. Hoạch 15, 58 các bạn. Cất
ơi, chê gì quá mẹ gì đi. Có tốt còn mày kêu chi bơ. Đi ngu khỉ chi. Anh Hạnh đi càng ngày không khóc luôn đấy chứ chi. Đừng có khóc được. Vườn vườn đồ đồ này đẹp quá, vườn khoai tây này đồ không có một cây chín à. Cả vườn còn duy nhất một cây. Ok mọi người. Gieo 10 khoai tây nha mọi người, xong mình có 4 con đá này. Ok mọi người. Ok mọi người. Bây giờ
Anh biết vì sao gặp nhau biển số sống chờ. Vui nghe chiều êm gió nở. Đi về đâu cũng là thế, em kia ngồi trong giá buồn. Ok mọi người. Ok mọi người. Qua học tiếp theo nha các bạn. Nghe mùi các bạn ơi. Hai cái nhiệm vụ còn đổi mãi không ra mọi người, nó ra được cái nó mất cái. Ok, qua rừng nào mọi người. Cười mỉm rồi, đầu mặt thì tối sẽ làm hết. Vô vào. Ok mọi người. Thank you.
mọi người. Về lớp đá rồi à. Cái gì? Hả? Đúng không? À, nó bay, bay linh tinh mà. Khi nó để nâng cấp rìu với ấy đâu á. Có giúp thật không đó? Bờ cầu đi là mất bao nhiêu tiền? Ok mọi người. Ok mọi người. Sao hay ok mọi người, ạc này mình dù làm được 3 vé nhưng mà mình vẫn quyết tâm làm 2 vé nha mọi người. Ạc là đổi ra 3 vé nhưng mà vẫn quyết tâm làm 2 vé. Cái đéo gì 15 hành 20 khoai tây. Ok mọi người. Mình tới 10 lần nữa mọi người. Ok, mình quốc đất 15 lần nha mọi người. Ok mọi người, mình qua rừng mua 7 omelette mọi người. Thôi mình thu hoạch mẹ năm ấy cho rồi mọi người ơi.
Ok mọi người. Ok mọi người, mình thu hoạch bán 5 hành nhé mọi người. Rớt cái tai rồi. Rớt cái tai thì bơm lên này. Đó. Năm năm cái đẹp á. Thank you.
chết. Tổ quốc múa như múa lửa. Quốc đang múa như múa lửa mà. Trời, đợt này Quốc ở đó lâu lâu hai đứa rủ nhau xuống dưới cầu ăn vặt, uống nước mía hả? Hai tháng là dài đấy chứ. Cũng gần chợ mà. Gần chợ gì đông đó. An Hải đông đó. Ngon, gần chợ gần đồ. Hâm mộ ghê vậy. Rồi mà đang vào đuổi ta. Ra đuổi ta. Có bên tao xong rồi chuyển đi đâu nhờ. Mình đi xem phim tốt, tốt tối mang váy nha tốt. Anh đeo khoác như thế, khoác lên đùi rồi. Thôi qua thằng rái qua quảng cáo qua thái đéo biết đường nào mà lần. Nhưng mà nhìn cái ý tưởng vẫn idea vẫn nhìn ngầu vãi đái đấy chứ. Xinh gum đồ mà. Coi phim tình cảm mình đồ đi, mình thích Việt Sáp hơn kìa. Đây là Thuyết Minh, mình thích Việt Sáp hơn. Nhưng mà Thuyết Minh như cực thì tao kêu là Việt Sáp đó. Khờ, mới cũng cất giết. Ok mọi người. Ăn này trứng này, mì Walter 5 cà rốt. Lại hai nữa, hai hoài nữa. Mọi người tưới cà rốt nha mọi người. Ok mọi người. Yeah.
Nhưng làm hay không thì tốt không biết. Ok mọi người. Quá đừng chặt 10 gỗ mọi người. Ok mọi người, qua rừng chặt 10 gỗ mọi người. Let's go. Hai kháng bảy, hai kháng bảy. Hôm nay chăm ba gì chàng. Con mẹ nó. Đổi nhiệm vụ đỏ toàn không ra ơi. Ok mọi người. Mình đặt thu hoạch năm hành này. Đúng cái gì? Hả? Ba vợ mọi người theo năm thành.
Ok mọi người. Ok mọi người. Đất nha mọi người. Một đất nào. Ok mọi người. Hạc này lại hai luôn đúng ta. Cần hai. Cần. À hôm nay nhìn hai hết nản ghê mọi người. Nản ghê các bạn ơi. Thank you.
Cuối cùng cũng có 3 vé sắt đao lại cái chuỗi 2 vé dày đặc của mình mọi người ơi. Thứ hai ngày hôm nay 130 tròn vo quốc nè. Quốc hôm nay được 25 vé 2 rồi nè. 25 vé 3 rồi nè. Tròn vo. Thank you.
ta, nếu mà con rừng ta. Nó là cái thứ ba. Người ta hay đã bỏ em lại. Mình còn một cái ok mọi người, gõ 10 gỗ này. Bụng bay, bụng thiếu bay. Ok mọi người. Tụi em đừng nặng lòng anh ta. Ok mọi người. Chỗ ok mọi người. Rồi ok. Thì chắc là mình cũng xin phép dừng buổi live hôm nay của mình tại đây nhé mọi người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những buổi live tiếp theo của mình nhé. Xin chào mọi người. Người ta đã bỏ em lại.